Hey, xin chào mọi người, xin chào. Wow, mới có một tiếng còi container khá là to. Sorry mọi người. Ok, so thank you very much. Xin chào mọi người đã tham gia buổi stream ngày hôm nay của anh. Cảm ơn mọi người đã tham gia. Một cái buổi gọi là lễ rất là dài mọi người. Hy vọng là mọi người, nếu mà ai đó có đi chơi thì không biết sẽ như là các năm trước, năm ngoái theo đài báo thì ở ngoài, ở trên Đà Lạt là coi như là vỡ trận luôn, đúng không? Mọi nơi là đông nghẹt người, rồi sau đấy là dịch bùng phát luôn. Alright, so anh dành vài phút để sẽ hello mọi người trên stream nhé. Hello Quân, Vũ Trung Quân, hello Coles Daily, hello Phan Thế, hello Lê Hữu, hello Ghostman, welcome back, hello CDT, hello Phan Thế again, hello Lizzy Dương. Hello Nguyễn Lê Quốc Anh. Hey Pathetic Sunshine. Hôm nay là có bạn Pathetic Sunshine, là bạn từ bên team Mac Brewery, cũng trong stream ngày hôm nay của anh luôn. Thì trong hợp mọi người có một số câu hỏi gì đấy thì cứ hỏi trên chat, thì các bạn đó sẽ trả lời nha. Hey, hello Vlog, hay cho con, thank you em. Hello Tài QC, Secure. Hello Trần Thanh Sơn. Okay, so again, trên stream anh có team maker của Mac Brewery. Nếu mấy bạn có vấn đề mà cứ hỏi nha. Alright, ngồi chit chat tí trước khi mình vào vấn đề chính nha. Ở đây có ai đi về quê hay là đi du lịch gì không? Hay là vẫn ở tại thành phố mình thường trú? Đợt lễ này thì gia đình anh không quyết định là không đi đâu cả, chỉ có ở nhà, ở trung tâm thành phố chơi, có thể là ghé đi vào quận nhất, quận ba gì đấy, cà phê cà pháo. Chỉ sợ đi ra ngoài là kẹt xe rồi mọi thứ nó đông đúc quá. Ghostman đang ngồi code anh ơi, nó vẫn còn code à? Không nghỉ lễ thì hôm nay cũng thứ bảy mà, hay là cốt chơi thôi. So Pathetic Sunshine thì mọi người có thể gọi bạn đấy là Katie là từ team Mac Brewery nha. CDT ở nhà đợi hàng. Có nơi em đưa vợ con về ngoại cách thành phố 90 cây số. Lại Ngọc Yên ơi, em có bị kẹt xe không? Khi đi ra bị kẹt xe ngay quốc lộ hay cao tốc gì không? Anh không dám đi. Hey, hello Tấn Bảo. Hết vé anh à, hoặc là quá cao nên em ở Sài Gòn. Oh yeah, so vé máy bay, rồi vé tàu lửa, rồi vé xe đò chắc là cũng hết nha. Anh chưa kịp xem là tình hình ở ngoài có bị ở ngoài trên các tuyến đường có bị kẹt xe không nhỉ? Anh chưa kịp xem nữa. Lại Ngọc Kiên kẹt lắm mà, em đi chuyến mất 6 giờ. 90 cây số mà 6 giờ à, tức là trung bình khoảng chừng 15 cây số giờ. Nãy em chạy đi ăn đường vắng hẳn thích ghê. Oh yeah. Anh cứ chắc mai đi trung tâm thành phố chơi nha. Lên đó xem có ra đó chắc gì. Rất là nhiều chỗ đậu xe. Đợt này chỉ thấy còn anh stream, còn lại không còn ai cả. Ừ nhờ, hình như là bạn Quốc Tiến thì đang làm lại cái phòng của bạn đó. Hy vọng là làm lại thì sẽ có nhiều hàng để show hơn cho anh em. Còn mấy bạn khác hình như cũng về quê rồi sao đấy. Có mỗi anh là không về quê, you know. Phan Thế mơ chúng em F6 giải 5, giờ em nên chờ quà GN Long à. Trong Sài Gòn sáng nay em đi siêu vắng. Yep. Triệu Thịnh Bảo nhận kết quả thi xong trầm cảm quá nên ở nhà. Wow. Em thi là thi thi cái gì em thi tốt mùa này thì chắc là thi học kỳ à? Thi học kỳ chưa nhỉ? Hay là thi IELTS hay thi cái gì nhỉ?
Alright, mình chỉ chắc thêm khoảng chừng 3 phút nữa nha. Thì anh sẽ show con phím này và show cái spec của con phím luôn để cho anh em mình cùng xem nha. Thì tiếng chắc sau lễ live lại nha. Sau tiếng chắc đợt này sẽ bị kẹt rất là nhiều con phím á, nên tiếng mà sau lễ tiếng live chắc là live hàng ngày luôn. Hey, hello Hyun. Hey, hello Việt. Âm thanh có ổn hết không mọi người? Double check. À. Âm thanh, nhạc, ánh sáng đều ổn hết đúng không? Thai CQ, we met the other day. Alright, chắc anh em mình bắt đầu luôn nhé. Thì anh giới thiệu sơ về con phím này. Thì trước khi mình bắt đầu vào con phím á, thì sẽ nói về cái team Mac Brewery. Một số người hỏi trên stream á, là với lại hỏi trên Facebook á, là team Mac Brewery là ai, ở đâu, sao chạy những phím nhưng mà chứ không có IC hay là GitHub post gì cả. Team này có scam hay không? Thì gần đây thì cái team đó reach out cho anh khoảng chừng cách đây khoảng chừng hơn một tuần, hai tuần chứ, họ reach out cho anh, đến anh. Và tuần rồi thì anh có dịp được gặp họ face to face luôn. Thì team đó với anh ra quán cà phê ngồi, thì cả team ngồi chit chat lẫn nhau, nói về cái lịch sử hình thành team Mac Brewery và vì sao team đó muốn làm con phím này, cái design language của con phím là gì, rồi cái plan tiếp theo của team như thế nào. Vậy thì bọn anh ngồi chit chat nhau rồi đấy, gần cũng phải để anh nhớ xem chút, cũng phải cỡ 2 tiếng, cũng tìm hiểu nhau khá là kỹ. Anh tìm hiểu con phím với lại cái background của cái con phím này khá là kỹ, nên anh có thể confident say là nói team này không phải scam đâu, mấy bạn không phải lo. Thì anh thấy được người thật việc thật ha. Biết được mấy bạn cũng rất là nice. Đa phần là mấy bạn đó là mấy bạn nói tiếng Anh với anh không à, nguyên cả team luôn. Anh gặp ba bạn thì ba bạn đều nói tiếng Anh cả, rất là giỏi nói tiếng Anh. Những bạn đó là toàn những bạn gọi là đi du học về không à. Nói tiếng Anh rất là giỏi, hay hơn anh rất là nhiều luôn. Ok, so again, you know, don't worry about là team này có scam hay không. Yeah, team này sẽ không scam mấy bạn đâu, yên tâm. Yeah. Còn đây là cái hộp mẫu của team. Thì hộp này được như bạn Katie có nói là hộp này là làm bằng thủ công chứ chưa phải là hộp cuối cùng. Làm bằng thủ công thì có một vấn đề hồi nãy khi mà tháo ra đó, cái hộp này nó không có khít lắm, nó còn lỏng quà lỏng đại như bạn thấy nha. Nó không có khít được như Kiko, mà Kiko mà cầm kéo ra là phải kéo mạnh tay, còn này để hơi lỏng một tí. Nhưng mà hy vọng đây là cái bản thủ công nên chưa đòi hỏi độ chính xác cao lắm. Còn đây là cái hộp của nó, của em ấy nha. Yeah. Và let's open it. Của thì hộp này cũng khá là dày. Cái hộp này được thiết kế nhé, theo các bạn maker bạn nói đó, là đủ dày để trong trường mấy bạn có mua extra PC, extra play hoặc extra PCB á, thì vẫn có thể là để vừa chứ không phải làm một cái hộp riêng nữa. Thì đây là miếng foam. Okay, so đi kèm với lại cái switch này là một số cái foam phổ biến như anh em mình thấy là foam PCB nè, và cái này là case foam nhé. Thì con phím này không có PE foam, con phím này là theo phong cách
cổ điển. Nó xưa cổ điển hay không nhưng mà không có Vifoam, không như là con, không phải những foam board như Trung Quốc chạy hàng ngày bây giờ. Đấy. À, và đây là cái shim để bắt PCB, để bắt play. Lý do là cái PCB này của con phím này là 1.2 mm, nên đối với một số switch, đối với một số start á, thì phải cần dùng shim. Chờ anh tí nha, anh có cái call. Sorry mọi người. Hey, sorry mọi người, bạn anh nó đang nhậu, xong rồi nó rủ chạy vô nhà nó nhậu. Anyway, okay, sau quay lại cái PCB này, là PCB là 1.2 mm nha mọi người. Thì đối với một số stab á, thì mình phải có thêm cái shim, nếu không là cái stab nó sẽ bị lỏng. Đây là cái shim, thì cái shim này có luôn cả cái logo của Mac Brewery. Mấy bạn thấy team này làm kỹ không? Chi tiết. Tí nữa anh khi mà nói về anh phím á, anh sẽ kể thêm một số vấn đề về cái attention to detail, cái gọi là gì nhỉ? Cái sự chu đáo chỉnh chu của mấy bạn maker này nha. Còn đây là PCB. PCB này là do một team mới, là team Canary Design. Team này hình như là mới chạy có một con phím thôi, có một cái PCB thôi nha, chưa có chạy nhiều PCB. Và đây là cái PCB thứ hai của họ. Hiện tại PCB này chưa có VR support, nhưng mà có JSON file thì có thể upload thành JSON file. Họ dự kiến sẽ merge vào trong VR thì anh cũng không rõ là bao lâu nữa. PCB này có flex cut màu xanh này, đẹp không mọi người? Có flex cut. Flex cut này to hơn một số flex cut mà bữa giờ anh được xem. Một số PCB khác nhá, họ có một cái rãnh là flex cut ngang thôi nha, không có rộng to như thế này. Anh Long này đã nhớ tắt mic. Yes. Thật ra là hôm trước là không phải tắt mic, mà cái âm thanh là desktop sound. Mic anh đã tắt. Hôm trước anh tắt mic có desktop sound á, nên anh gọi Zoom á, là nó đi vào trong cái nó truyền lên luôn. Sorry. Anh dùng Pixel 6 thế sao ạ? Anh dùng Pixel 6 tại vì anh nói chuyện với Google đó. Nhà anh cái ecosystem của Google nhiều lắm, nên anh dùng Pixel 6. Hôm trước anh mới mua iPhone 6, iPhone 13 Pro, nhưng mà xài không quen Siri. Nói chuyện với Siri không hiểu. Nói chuyện với Google thì Google Assistant. Bruce La hỏi anh ơi nhậu không? Okay. So, Bruce La là bạn anh. Bạn nó đang nhậu ở gần đây, nó đang gọi qua. Hey, hello. Hello Bruce. Hello Long, hello Như.
I really want to know the differences between Eva and Proton Form. Phan Thế ơi, nếu mà nói về cái độ ảnh hưởng của Eva Form hay là Proton Form á, thì có một cái video hôm trước anh trình bày á, anh gửi cho mọi người đó, thì nó nói về cái độ thẩm âm thụ âm của hai cái loại Eva, hai loại form khác nhau, nên nó sẽ cho qua một số âm thanh, nó reflect một số âm thanh khác. Nên cái bạn review và nói là Eva Form cho ra nhiều âm thanh hơn là Proton Form. Còn thực tế như thế nào anh chưa rõ. Yeah. Còn đây là cái play. Con phím của anh là màu đỏ. Đây, ta-da. Và cái play ngày hôm nay cũng là play màu đỏ luôn, là full bộ là màu đỏ. Hey hello Trường, hey hello Hoàng Tây Diếm. Con này exam với Play PC chắc hơi bị nhúng. Yeah. Rồi, đây là em phím nó. Anh không biết là trên stream nhìn có bị cam do ánh sáng hay không, để anh sẽ chuyển cái góc cạnh nào để cho ánh sáng nó nhìn giống ở ngoài nhất nha. Đây, ánh sáng như này là giống ở ngoài nhất này. Màu đỏ. Đây, màu đỏ. Sếp Phùng sẽ thích con này. Play Alu One, yes, play này play Alu, ok, play Alu. Thì anh nói sơ về cái spec của con phím này nha. Cái góc typing angle là 8 độ, làm bằng CNC 6061. Design language của em ấy thì anh cũng không rõ điều design language là gì. Mà vác cảnh khá là sâu mấy bạn thấy không? Cái con mà Kiko á, mấy bạn thấy cái bottom của nó đó, nó cong á, và cái USB á, nó sát cái cạnh hơn. Còn con này á là trượt vào sâu vào trong luôn. Nhìn ở bên nghiêng á, khi mà nhìn nghiêng cái profile nghiêng như này á, mấy bạn để đó, là mấy bạn chỉ thấy có một cái miếng cái cạnh G thôi, chứ mấy bạn không thấy cái bottom nhá, do cái vác vào trong rất là sâu. Đa phần vậy, có vẻ như là có thể nói đây là một phím floating đi. Nó bay float. Nhìn ở nghiêng bên là thấy nó được nổi, nó nổi bên trên, chứ không thấy cái bottom nó chạm đáy. Ok, so để anh bật cái trang pre-order của con phím này lên nha cho mọi người xem luôn trước khi đi. Ok, so đây là trang web của bên đấy, macbrewery.com. Hiện tại là có 9 màu tất cả như bạn thấy ở trên màn hình này. Yeah. Màu đỏ, đỏ rượu vang, màu đỏ, màu xanh lá cây, màu Tiffany maybe, màu bạc, màu hồng, màu pink, baby blue, rồi màu navy, dark teal và màu black, màu đen này, dark teal nè. Black là màu đen. Thì hôm nay anh có hai con, một con màu đỏ và một con màu xanh nha. Xanh navy. Thì đi chi tiết về sâu về con phím này một tí nha. Cân nặng thì khoảng chừng 1,4 kg chưa build, để xem. Ký 5 chưa build. Rồi build lên thì chắc phải thêm 300 gram nữa, khoảng chừng ký 8. Và con phím này đó, nó khác những phím khác ở một chỗ đặc biệt ở phía trong á, là cái đường dẫn cái daughter board này nè, nó có thêm một cái play để bắt vào để che lại, để giữ lại nữa. Thì một số con phím á, anh build á, là trong trường hợp không có cái miếng play để mà kẹp lại cái dây á, thì một số cái dây á, nó bị đè vào trong cái nó bị tuột ra khỏi cái rãnh, và khi đó khi mà lắp PCB vào á, nó sẽ bị cấn và nó cộm lên. Thì cái design này khá là hay, là có thêm một miếng play để mà định vị giữ lại cái miếng giữ sợi dây. Thì một số phím á, thì anh phải lấy cái băng dính anh dán lại nha. Băng dính lại
bạn Long kéo qua kênh kêu nhậu với Long Hà. Rồi Long Hà là bạn thân của anh này. Lễ mà nhậu đi, ok mai nhậu nha. Alright. So nói về phần phía dưới, bây giờ cấu tạo của nó thì đơn giản, anh nói sơ nhé. Bây giờ nói về cái nước sơn và cái design bên ngoài. Thì design bên ngoài cái mông trước đi, tại vì cái mông là cái điểm đặc biệt nhất của phim này nha. Thì như bạn mới biết á, là cái độ vát này như vát nghiêng, vát chéo và vát rất là sâu. Đấy, cái fit của nó là không phải fit dán mà là fit bằng cao su và nhét vào. Đây là design mới của một số bạn, một phim mới dạo này gần đây đa phần là đều là cái fit là dùng dạng nhét vào. Một số thì còn có bắt ốc ở phía trong nhét vào để tạo cảm giác gọi là screwless luôn. Thì con phím này chỉ là nhét thôi nhé, fit nhét. Và đây là cái logo, thì mấy bạn thấy cái logo của not cái logo cái và yeah, cái logo của con phím này nhé, là chữ Crucible. Thì anh để ý con phím á, nè có một cái chỗ khá là nhỏ mà không biết các bạn thấy không, đây là dấu chấm nè. Khi mà CNC á, anh để ý có cả dấu chấm ở đây nữa. Thì con phím này nhá, nó khác những phím khác á, là nó có một rất nhiều cái điểm chi tiết nhỏ nhỏ mà nếu mấy bạn không để ý là mấy bạn sẽ không gọi là không trân trọng được con phím này. Ví dụ như cái cạnh G, tất cả các cạnh đều là chamfer hết, tất cả các cạnh từ trong ra ngoài đều chamfer hết. Và ở ngay cái cạnh này nè, nó có, nó không hẳn 100% mà nó có một cái ridge, là một cái G lên. Anh không hiểu được cái design của language là cái gì, nhưng mà vào đó cái bạn designer bạn cố tình để một cái ridge như thế này. Anh hỏi bạn đó vì sao bạn nó làm, bạn nói because I can. Vì mà nó có thể, vì cái năng lực của cái máy có thể làm được, cái máy machine CNC có thể làm được nên mà nó làm luôn. Nó là một cái G xung quanh luôn nha, có một cái ridge nhỏ xung quanh con phím. Mấy bạn thấy anode có tốt hay không? Tại thời điểm này anh nói anode này chưa phải là tốt. Vấn đề vì sao? Đây là anode trong Việt Nam, xưởng CNC trong Việt Nam, anode cũng trong Việt Nam. Thì bạn biết ở tại thời điểm hiện tại là CNC của anode của Việt Nam chưa đạt được đến trình độ của Trung Quốc. Nên mấy bạn thấy nha, cho bạn nhìn kỹ luôn thì bạn sẽ thấy được là anode chưa được mịn lắm. Một những lý do vì sao anode chưa được mịn á, mấy bạn thấy sần sần tí không? Là cái khi mà bắn cát á, sau khi cắt CNC xong á, tất cả bề mặt sẽ được bắn cát. Mà khi bắn cát á, bằng những cái loại cái hạt bit, cái hạt cát á, loại khác nhau á, là sẽ ra được cái bề mặt mịn khác nhau. Vậy thì tại hiện tại cái công nghệ mà bắn cát của Việt Nam vẫn chưa phải là sử dụng những loại như là sợi thủy tinh, hạt thủy tinh á, nên chưa bắn cát được tốt lắm. Còn ở phía trong nhá, là mấy bạn thấy là có khắc CNC logo rồi xong made in Việt Nam. Mấy bạn sẽ để ý nhá, khi mà nó chamfer con phím này á, cả cái ridge ở phía trong này nè cũng đều được chamfer luôn, chứ không phải chỉ bên ngoài. Một số con phím mấy bạn chỉ thấy là để mà tiết kiệm chi phí á, người ta chỉ chamfer bên ngoài thôi, thì bạn này bạn chamfer cả ở phía trong, ở những cái ridge ở phía trong inner luôn. Còn đây là con màu xanh. Con màu xanh là con prototype thứ hai, con màu đỏ là prototype thứ ba. Anh cũng chưa phân biệt được cái chênh lệch nhiều lắm giữa hai cái prototype này. Chỉ điều là anh may mắn anh có cả hai nên show cho mọi người. Hai rồi nha. Everything is chamfer. Tạ này hay tạ đồng? Tạ đồng thì
Phiên bản này xử lý bề mặt cũng chưa được đẹp lắm. Again, bản này là bản prototype nha. Thực tế như thế nào thì anh nghĩ cho mấy bạn phải đợi. Yeah, mấy bạn thấy ra. Do là khi xử lý bề mặt sau khi cái làm máy tả xong đó, mấy bạn quét một cái lớp bảo vệ, mấy bạn quét hơi quá hay sao, anh vẫn thấy một đường xước. Anyway, maybe là phiên bản thực tế sẽ tốt hơn. CNC hai màu này cũng khác nhau nữa. Anode hai màu này hiện tại đang khác nhau, chưa trùng lắm, nhưng mà có khi anh thấy hai màu như vậy nó khác nhau là đẹp hơn. Và con phím này nhá, đặc biệt á, là mấy bạn có thể chọn được màu top và màu bottom nó khác nhau. Tỷ lệ giữa cái top và bottom ở đây, cái G này nè, là 1/3 và 2/3 phía trên. What is the rectangle in the left top corner of the kit? Cái rectangle này là để nhét cái sợi dây. Cái sợi daughter ball vào á, để anh bắt vào luôn nha. Bây giờ mình bắt đầu mình làm luôn nhá, mình lắp con phím này luôn. Thì con phím này nhá, hôm nay anh sẽ build với lại switch là SOTC. Switch mới nhận được phần rồi. Thì khi build phía trong anh sẽ nói thêm một số cái chi tiết, một số cái feature ở phía trong của con phím này nữa. Đây là cái daughter board. Thì bạn thấy tiếng nó lắp vào daughter board và USB-C ở phía trong, các bạn sẽ thấy được cái design của con phím này, nó có một cái, anh không biết có phải flaw hay không. Đấy, có phải một vấn đề của con phím này hay không. Để xem. Thực tế khi sử dụng nó có gặp một vấn đề hay không. Đó là cái lỗ cắm USB-C á. Đấy, nó được thụt vào trong, lọt vào trong hơi sâu, nên nếu mà bạn nào mà có một số cái cable mà cái cổng USB-C á, cái miếng nhựa USB-C mà nó to đó là sẽ không cắm vừa, đặc biệt là những cái custom, những cái custom. Những cái cable custom sẽ gặp vấn đề. Anh không đi coi bắn pháo hoa. Có hồi nhỏ thì anh còn đi bắn pháo hoa, chứ còn bây giờ tầm tuổi này thì pháo hoa chắc lên xem, lên YouTube xem thì chắc thấy pháo hoa còn đẹp hơn. Thằng Long bảo thân ngài nấy lo. Đờ mà. Chờ hoài người không tới. Không hẹn trước thì làm sao mà sắp xếp được Long ơi. Yes. Phan Thế ơi, đây là cái miếng cái mục đích của cái miếng rectangle này nha. Cái dây màu đỏ này nó dài hơn bình thường nên nó bị các bạn thấy sợi dây màu đỏ không? Nó lòi lên trên nên khi mình nhét vào là vấn đề ở đó. Như là sử dụng xài ốc hay sao ấy. À, ok.
phần mông má hơi đơn giản quá mức. Phần mông này thì mình sẽ thấy là cái tạ này chỉ có tạ trong thôi chứ không tạ ngoài. Đa phần đa phần mấy con phím ở mấy con phím bây giờ đó thì bạn sẽ thấy là tạ cả tạ trong và tạ ngoài luôn. Đấy. Nên maybe là cũng hơi đơn giản so với những phím phổ biến trên thị trường hiện nay. Shadow Poker thiết kế hơi lạ. Lizzy Yoon hỏi đây có is it me or this cover feel like a little bit a gimmick? I don't know. Anh nghĩ nó là một cái design hay, smart. I mean, not really smart, but it's something different. Bình thường thì những phím khác á, là sẽ có miếng silicone đè lên. Đấy, hoặc là không có gì cả. Còn có một cái plate đè lại thì đảm bảo nó giữ được cái vị trí của nó. Không có bị không bị kẹt khi mà lắp PCB vào. Tạ ngoài dễ bị oxy hóa hơn. Anh thấy tạ trong hay tạ ngoài không bị oxy hóa mà. Tạ ngoài thì nhìn con phím nó có at least là nó có một điểm nhấn hơn. Nè, hoặc là ở đâu anh không biết là trên đây có cần thêm một cái play để mà ốp lên hay không. Một cái play bằng đồng maybe nhé, bằng đồng ốp nhẹ lên để nó có thể là để nó có thể là tạo cái gọi là sự contrast giữa cái chữ crucible. Nó có thể nổi lên được chữ crucible. Nhưng mà thấy đó, cái chữ crucible và cái background cả hai cái đều màu đỏ cả, nên mấy bạn đọc chữ crucible này bạn sẽ không thấy rõ, đúng không? Đây. Đây. Yes. Và đây là cách con phím nó được tháo ra đây. Có nhưng tổng cộng 8 con ốc, 8 trên 8 dưới. Và điểm khác biệt của con phím này đối với một số con phím hiện tại là bạn maker bạn nói bạn sẽ không sử dụng cái boron form tại vì cái boron gasket, tại vì một cái vấn đề với cái boron gasket đó khi mà gắn vào á nó hay bị dính và nó hay bị rách, nó mềm quá mức, và khi đó nó làm cho nó làm cho mọi thứ nó messy hơn một tí. Thì bạn này quyết định là sử dụng cái gasket là loại là cao su nhét vào, mấy anh thấy không? Đấy. Đấy, cao su thì anh chỉ sợ là cao su này sẽ hơi cứng, nhiều khả năng nó sẽ không ảnh hưởng đến cái mức flex đâu, cái độ flex đâu, là do đây là cái play này play leaf spring rồi nhé, nên anh nghĩ sẽ không đến nỗi ảnh hưởng lắm nhé. Ok, chúng ta sẽ làm cái start, rồi sau đó chúng ta sẽ lắp con phím vào. Rồi hôm nay anh lại tiếp tục sử dụng start của Dương Hoàng Giang, do nếu mà ngồi tool start nữa thì anh chỉ sợ là sẽ mất thời gian. Anh em mình stream chắc là phải đến 12 giờ mới xong. Hôm nay again start đã được tool được holy mod đàng hoàng xịn sò của Giang. Again tất cả các start này anh mua của Giang chứ không phải được tặng, nên mấy bạn yên tâm là anh không cổ suý hoặc là quảng cáo cho Giang, mà thực sự là bạn đó start của bạn đó tốt. Thì bạn nào mà lười giống như anh vậy đó, chỉ muốn build phím mà không muốn loop start hoặc là tool start á, thì cứ liên hệ với Giang, Dương Hoàng Giang ở trên Facebook mà mua nha. Yes, again, trong cái stream này của anh có bạn maker, có ít nhất có cả ba bạn maker trong stream này của anh luôn.
Thì nếu mà bạn có thắc mắc gì bạn cứ hỏi, thì ba bạn Maker sẽ nói về con phím này rất là kỹ cho các bạn. Hey, hello Mỹ Như, lâu rồi không gặp em. Hello Zlane. Nhìn thấy tạ trong kéo dài ra sau xíu cũng che được cái DB, không cần tấm riêng. Not sure. Anh không hiểu lắm em. Con này cũng chơi kiểu miếng lồi lên để ghép case này. Dạ, yeah, dạ, yeah. Ok. Anh Long gasket ấy là của bottom. Rồi, để tí nữa khi lắp vào anh sẽ xem nhé. Rồi chúng ta thử cái switch này nhé. Thì ở stream trước anh có review cái switch này rồi. Right. Thì switch SOTC đợt này đó là cực kỳ hit luôn. Right. Tí nữa anh sẽ cho mọi người xem, review mọi người tiếp về con cái switch này. OTC có group buy mới chưa? Hôm trước anh thấy Lữ Cẩm Vinh mới về đó, mới chạy thêm group buy SOTC hay sao đấy. Cái batch đầu tiên mà anh nhận lúc mà designer maker họ mới gửi ra để review á là nó bị kẹt phím, đánh là nó bị kẹt. Còn cái đợt này thì anh chưa thấy bị kẹt. Đánh ngon. Hey, hello Taylor Skip. À, anh Long tháo tạ trong xem thiết kế sao ạ? Ok, tí nữa anh sẽ tháo cái này ra nha. Mấy bạn thấy xịn sò không? Staff xịn không? Không nghe tích luôn thấy không? Staff 2U này có vẻ bị tích rồi. À không, hình như là anh gắn chưa chặt. Bên trái như bị tích một tí. Hay là do cái anh chưa gắn cái sim vào mọi người à. Anh quên mất. Cái staff nó bị lỏng là do chưa gắn cái sim vào. Quên mất, nãy mới giới thiệu cái sim xong rồi khi mà lắp lại quên mất gắn cái sim vào. Sorry mọi người. Nha, phải có cái sim này. Thấy sim dễ thương không? Có logo này. Mình nha. Đây, để anh tháo cái tạ ra nha. Xem một thiết kế phía trong như thế nào nha. Small goes on the bottom, big go on top. Okay, I'll fix it later. Right, so when we get there. Ok, mấy bạn đang xem stream của anh là từ những thành phố nào? Thấy một số bạn là về quê nè, như là Kiên là về quê này.
cách thành phố Hồ Chí Minh 90 cây số. Một số bạn thì vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Thủ Đức. Andy Music là ở Buôn Mê Thuột. Oh nice. Buôn Mê Thuột giờ này có lạnh không nhỉ? Ở cái sim này là cả hai mặt đều có logo cả à, nên mấy bạn lắp vào mấy bạn cũng cũng đỡ, mấy bạn không cần phải là lo quá lo là cần phải mặt nào mặt lên hay mặt xuống nha. Thành phố Hoa Phượng, Hải Phòng à. Cháu ở Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Nam, Đà Nẵng, còn ở Bình Phước, trường thì ở Cần Thơ, Đắk Lắk. Wow, đông nhờ. Start của bạn Giang làm thì không bị tiếc rồi, nhưng có bị swing hay lệch âm hai đầu space không anh? Cái trải nghiệm anh là chưa bị, swing cũng không bị luôn. Right. Những con của anh không bị swing, không bị tiếc. Một số cái start 2U thì có bị gọi là cái travel của nó giảm đi một ít. Giống như khi mà top out thì cái nút backspace của anh á, nó thấp hơn một tí, khoảng chừng nửa mm. Thì một vài trường hợp thôi nha, chứ không phải lúc nào cũng bị, thỉnh thoảng thôi. Có thể là do sai số khi mà xử lý. Thì bạn Giang là gọi là fan ruột, gọi là fan chính gốc của Holy Mod. Nên những cái mod của bạn đó làm Holy Mod rất là tốt. Các bạn nghe không? Xịn không? Zero problem luôn. Hết tức rồi nè. Right. Là do anh cắm chưa kỹ cái switch. Bạn Giang Holy Mod gì bằng gì vậy anh? Anh hình như bạn nói là bằng băng dính, băng keo dán điện hay sao đấy. Em phải liên hệ bạn nói với bạn nha. Hôm nay sẽ có nhiều câu hỏi nên nhiều khả năng anh sẽ bị trôi câu hỏi. Anh mà bị trôi câu hỏi thì mấy bạn cứ post lại giúp anh nha. Để cho nhắn mấy bạn post lại giúp anh câu hỏi. Thôi anh trôi rồi mấy bạn bảo là anh lòng chảnh không chịu trả lời. Chảnh chó không chịu trả lời. Sorry mấy bạn, là tại vì stream đông người thì nhiều khi phải vừa phải làm phím mà vừa phải trả lời câu hỏi á, là chỉ sợ nó bị thiếu tập trung và làm con phím nó hỏng. Giờ cái play này cũng là play flex cut luôn nên nhiều khả năng là cái silicone cái silicone này cũng sẽ không bị cũng sẽ tốt tương tự như là boron foam. Rồi sau hồi nãy Shadow Poker có bảo là lấy cái tạ ra xem thử, thì cái tạ nó cũng đơn giản là một cái tạ nguyên khối và hai bên có 2GB để mà nhét vào
lắp vào trong hai cái gờ hai bên của cái bottom. Ok. Em cũng làm bằng keo dán điện mà nó kịch luôn âm. Nguyễn Phú ơi, chắc là em phải hỏi Giang giúp anh rồi. Dương Giang Hoa, Dương Hoàng Giang lên rồi nè. Trang Thắng Phạm hỏi PCB 1.2mm và 1.6mm khác nhau như thế nào ạ? Nó chỉ là cái cảm giác nó có flex hay không. Cái đó là cái chính lý do vì sao mà mọi người làm hai cái hai loại PCB khác nhau, hai kích thước kích cỡ PCB khác nhau. Thì khi cái một PCB 1.2 á, thì khi lắp vào cái stop vào á, thì nó sẽ có một vấn đề là cái stop nó sẽ bị, nó sẽ không có bị cái stop, không phải stop screw in á, thì nó sẽ bị lỏng do cái gờ của nó, cái khoảng cách giữa cái gờ, mấy bạn hình dung nhá, đây là cái gờ của cái stop. Nếu mà cái PCB 1.6 á thì nó vừa khít luôn đấy, còn PCB 1.2 á thì nó mỏng hơn nên cái gờ á nó sẽ không kẹp lại, đặc biệt là của cherry clip in. Thì cái gờ của nó sẽ bị lỏng như này, khi các bạn mấy bạn lắp vào á, nó sẽ bị lắc lên rung lắc một tí, lắc lên lắc xuống như vậy. Ok, tình hình có foam ở phía dưới nên nhiều khả năng là sẽ lắp được những cái switch ở giữa không ạ? Hôm qua anh có nói sơ về cái switch này rồi đó, thì hôm nay anh cũng sẽ show lại cho bạn xem là cái switch này nhá, SOTC nhá, nó khít như thế nào luôn. Mấy bạn xem nhá, mấy bạn có thấy wobble không? Không có luôn đúng không? Anh nhấn xuống nè, mấy bạn thấy không? Không có wobble luôn ha. Thường nếu mà thấy wobble là ở cái khoảng trắng này nè, mấy bạn sẽ thấy một cái lỗ đen, là khi mà đè xuống sẽ thấy cái lỗ đen nó to hơn. Đấy. Anh lắc qua lắc lại nha, bạn thấy không, không có bồ đúng không, khít 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 luôn á. Bản prototype khít đến nỗi mà đánh vào những tắc thai mà. Tony Phùng, hey, hello em. Em vẫn thích PCB 1.6mm hơn. Wow. Hey, hello Kasemasen. Hôm trước Kasemasen có tặng anh một cái bộ stab stab stabies. Thì hôm nào con gì thế nhỉ? Khi call của anh về thì anh sẽ build nó với lại stabies nha. Bây giờ chưa kịp build stabies. Em mới vào SOTC ngon không anh? Yeah. Anh nghĩ SOTC về về chất lượng thi công á, là rất là ngon, rất khít. Của JWK á, là khít nhất từ bữa đến giờ. Còn về âm thanh như thế nào thì tí mình sẽ biết nha. Độ mượt thì như JWK. Lò xo có một số lò xo bị ping, một số không bị ping. Thì con phím này hôm nay em build xong á là sẽ rã la lại nên không no problem. Cái lò xo, cái switch này, switch của anh là stock chứ chưa có lúc gì nhiều. Sau khi rã ra sẽ đi lúc lại cái switch này. Switch này chân ngắn hay chân dài vậy? Theo anh đọc cái spec của nó là chân, nó là chân dài. Travel của nó là dùng 3.7mm. Hoàng Vương ơi, em có online không em? Em confirm giúp anh nhé, là stem này có phải là stem dài hay không? Anh thấy là nó ghi là cái spec này là cái stem của nó là một bằng một loại nhựa mới nữa. Là lần đầu tiên là có một con phím làm bằng cái nhựa này luôn. Nhựa này gọi là nhựa LI. Con này spec khác. Những con như Zaku đồ là nó... những con phím... Zaku đó là gần đây là con này là chỉ cái housing của nó chỉ một loại thôi là POM, nhựa POM, còn housing là PLI.
thì không biết âm thanh nó có khác gì nhiều lắm hay không, để tí nữa mình sẽ thử mình sẽ biết nhé. Chino stem dài nè, yeah, anh cũng vậy. Con này mai mở bán unlimited phải không chú? Yes. Sau con phím này ngày mai mở bán là unlimited, thì theo anh biết là ở thị trường nước ngoài á thì sẽ mua trực tiếp từ trang Mac Brewery, còn ở thị trường trong nước á thì sẽ mua sang trang web của anh Sinh Trần, tức là Mackey.store. Giá cả thì cũng như nhau, thì mua ở cái trang web của anh Sinh Trần á thì có thể là trả bằng tiền Việt được, chứ còn mua ở trên Red Brewery á họ chỉ sử dụng là thẻ tín dụng và PayPal thôi. Đấy, thì anh em ở Việt Nam sẽ gặp vấn đề về PayPal do không phải ai có PayPal cả. Và cái quan trọng hơn là không chỉ là không có PayPal không, mà giá của con phím này cũng hơi cao. Tại thời điểm này con phím này là giá theo anh thấy là khoảng chừng 10.7 triệu tầm đấy. Đấy, 10.7 triệu thì cho một phím tính là chừng 475 đô. Đấy, đô la Mỹ. Tính ra cho một phím gọi là 65 đô, 65% thì 10.7 triệu là cũng là khá cao so với những con như là Space 65 như này mình đi chơi nào, Vega. Đấy, thì con này cũng là tầm gọi là phân khúc tầm cao. Switch này so với Water King thì như thế nào nhỉ? Water King thì anh mới có V1 mấy cái V sau anh chưa có, V1 anh bị wobble. Water King thì nó siêu khít. V1 của anh nha, nó siêu khít đến nỗi mà nó kẹt luôn. V2, V3 thì anh chưa kịp có. Hey, hello Nguyễn Công Minh. Tỉ rã một switch ra luôn anh. Rã ra đó hả? Rã để làm gì nhỉ? Anh nay có hàng luôn không chú? Estero. Yes, hôm nay hàng luôn nha. So, con phím này là đâu đó là khoảng chừng 99% là làm ở Việt Nam, từ cái PCB cho đến anode rồi CNC mọi thứ luôn. Anh nghĩ ốc chắc là sản xuất bên nước ngoài, ngoài trừ mấy ốc này ra thì sản xuất bên nước ngoài, chứ còn lại thì sản xuất là đâu đó 100% ở Việt Nam theo anh hỏi. Một cái lý do mà cái bạn maker bạn quyết định là con phím sản xuất trong nước là để bạn có thể là ra nhiều bản prototype để optimize con phím này ở những cái version sau dễ dàng hơn. Như bạn biết là Geon hoặc là Kiko họ có xưởng riêng của họ, tự cái xưởng của họ luôn, thì những con phím của họ đó họ optimize, họ ra prototype liên tục. Thì cái lý do mà bạn maker này bạn cũng muốn như vậy, thực ra là bạn đó làm đâu đó gần cả chục con phím prototype rồi. Đấy, thử như rất nhiều màu khác nhau. Lý do bạn đó làm được là cái xưởng đó ngay cạnh nhìn một xung quanh nơi mà bạn đó làm việc. Chi phụ bảo con này 500 đô mà em cảm giác nó underwhelming quá. Dạ, yeah, anh nghĩ là cũng underwhelming. Không có những cái nét gọi là nổi bật, đặc biệt mà nổi bật hẳn. Đấy, mà những cái chi tiết đặc biệt của phím này nó đắt tiền á, bạn là những cái chi tiết mà mình không thấy được, như nói là những cái chamfer nè, ở phía trong nè, ở trong ra ngoài đều có chamfer cả. Đấy, những cái chi tiết nhỏ nhặt, những cái dấu chấm. Khi mà ký tên có dấu chấm ở đây thì bạn cũng để cái dấu chấm ở đây luôn à. Cũng để cái dấu chấm ở đây luôn. Mà CNC. Đấy, chamfer everywhere. Rồi có những cái thiết kế, những cái ridge trigger nhỏ nhỏ ở đây. Nhưng là những bạn nào mà yêu thích những cái gì mà có sự tinh tế cao thì maybe là sẽ thích con phím này.
ta sẽ hàn. À, cũng nói về cái ý nghĩa của cái từ crucible và cái thumbnail của anh post ngày hôm nay trên group nữa. Cái từ crucible á, nghĩa là một cái sự gian nan, một cái thử thách gian nan. Thì cái bạn maker coi như con phím này là một trong những cái thử thách rất là gian nan của bạn đó. Đi qua rất là nhiều cái bước để làm được con phím này. Từ cái việc là liên hệ mua làm PCB rồi CNC rồi thử đến 9-10 cái prototype. Đối với bạn cái con phím này một những phím khó khăn nhất mà nó thường làm. Thì bạn đó nói đó là có đợt các bạn đã thử cái PCB á, làm cái PCB của một cái maker làm PCB mà không chuyên về làm PCB bằng phím, nên đâu đó nó mất bạn đó gần 10 triệu đồng để mà làm có 10 cái PCB thôi, mà 10 cái PCB đó nó không work nữa. Nên đây đúng là một cái con phím này đúng là một gọi là thử thách rất là gian nan. Hello Bình Đỗ. Thì hy vọng lần sau nó không phải là một cái crucible nữa. Giờ với lại một cái ý nghĩa của từ crucible nữa, các bạn khoảng chừng biết khoảng chừng năm 1692 á, cuối giai đoạn đó đó, cuối giai đoạn thế kỷ 17 á, thì ở bên Mỹ á, nó có một cái đợt gọi là tòa án phán xét ở phân xử một số, tức là kết tội một số bạn nữ về là phù thủy sử dụng ma thuật, sử dụng phép thuật. Đấy. Thì nó gọi là Salem, ở một thành phố gọi là Salem. Đấy. Thì đâu đó khoảng chừng 100 người phụ nữ bị treo cổ vì bị gọi là kết tội oan là sử dụng phép thuật và là bị kết tội là phù thủy. Thì cái từ crucible nói về cái trial đó. Chắc anh zoom in nhé, zoom in để cho bạn thấy như thế nào luôn. Và bật máy hút lên nên sẽ hơi ồn một tí nha mọi người.
mấy cái bạn làm, mấy cái bạn ở team Crucible này nè, thì mấy bạn có một cái một 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 cái business làm về da, đấy, về bạn sản xuất da đồ, mấy cái công cụ đồ, mấy cái túi xách với lại như nào đồ thời trang cho những cái hãng nổi tiếng trên thế giới, thì những cái loại da đó đó đấy, là da thật xịn sò. Thì trên cái trang Mac Brewery luôn á, thì bạn sẽ thấy là trên đó có một số sản xuất, có một số cái sản phẩm như là cái pad anh đang dùng nè. À, mọi người thấy cái pad đang dùng không? Mọi người thấy cái vân nào? Da này da bò thật 100% luôn. Đấy. Và hôm qua anh có giveaway một cái túi mà để đựng đựng mấy công cụ đồ 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 lúc rồi đó, như là cái nhíp rồi xong rồi lúc rồi cái nhíp rồi cái cọ, công cụ mở switch, tất cả mọi thứ bạn có thể là roll bỏ vào đó mà bạn cuộn lên. Đấy, thì tối hôm qua, ban đêm hôm qua anh có giveaway một bộ rồi nha. Thì tí nữa trong stream của anh sẽ giveaway cái pad này, cái pad màu đen này, cái pad mấy bạn đang thấy nha. Mọi người like giúp anh Long nha, hơn 100 mấy người xem mà mới có 42 like. Sao bài này on trên stream, coi stream nhớ like giúp anh để cho những nó recommend đến những bạn khác đấy, để những bạn khác vào theo dõi luôn. Càng nhiều coi thì người coi thì anh em mình còn nhiều thứ để chia sẻ được. À, con này có những option play nào vậy anh? À, con này theo anh đọc đến xem thử nhé. Có cái option play nào nè? Play PE form, please form. Anh thấy là có nhôm, hiện tại tại phiên bản này là có nhôm với lại có đồng. Play brass và play nhôm thôi. Nhôm sẽ cùng màu với lại có thể là sử dụng, có thể là mix match. Các bạn có thể là chọn màu nào cũng được hết trong chín màu mà bạn chạy nha. Monoka Zoom 65 hả? Anh chưa có con đó, Kifu ơi. Anh chưa có con Zoom 65 đó. Sao phím cao cấp thường là mặt hàng thay vì hot swap ạ? Ồ, con phím phím cao cấp cũng có bản hot swap, nhưng mà again thì những người mà chơi phím cao cấp á, là họ lại thích hàng hơn. Cái lý do đó, như có mấy lần anh chia sẻ trên stream á, là khi mà mấy bạn sử dụng một con hot swap á, mấy các bạn cảm giác như là tạm bợ. Đấy, mấy bạn có thể là tháo ra tháo vô rồi như nó switch nó có lởm tí cũng chả khe, nhưng mà khi mấy bạn một khi mà sử dụng cái mạch là mạch hàng rồi đó, thì mấy bạn phải biết là những cái gì mấy bạn bỏ vào là phải chất lượng cao nhất, tại vì mỗi lần rã hàng rồi sự tune cái này tune cái kia nó cực lắm. Thì đấy, như vậy á, những con phím cao cấp á, một khi đã mua phím đó rồi thì bạn phải tune mọi thứ từ switch cho đến start cho đến play, mọi thứ bạn tune rất là kỹ. Mà một khi tune này rồi đó thì hàng vào ngon lành, no problem, không sợ. Và khi đó mình có cảm giác là mình attach với con phím hơn, thay vì mình cảm giác là một con phím tạm bợ. Có thể so sánh nó với giống như một cái nhà mà bạn có thể đi thuê. Các bạn đi thuê nhà so với cái nhà mà bạn mua, các bạn làm thì bạn cảm giác là những cái gì bạn bỏ, những cái đồ nội thất hoặc những gì bạn sử dụng trong nhà đó, nó sẽ khác hẳn những cái nhà mà
mấy bạn đi thuê đúng không? Rồi, it's the same. Cho những con phím cao cấp là những con phím mà mình mua để mình dùng chứ không phải ở nhà đi thuê. Mọi người chơi phím hàng nhiều để còn gửi cho anh Long Bill nhé. Đúng không? Anh Long Bill cả hot swap cả hàng mà. Thật ra trên stream á thì build cái phím hot swap á nó sẽ dễ hơn, đỡ cực hơn. Tại vì trong trường hợp mà nó có hỏng á, cái việc tool start á nó không có quá nhiều vấn đề. Đấy. Còn trong trường hợp mà mặt hàng á, mỗi lần mà hàng xong mà start mà có gì đó là anh phải rã con phím ra. Và mỗi lần rã như vậy đó là anh cũng không đi rã nữa, anh không tự rã nên anh phải gửi cho cái bạn khác rã. Mà mỗi lần rã như vậy là coi như là mất thêm 200.000 đô. 200 Việt Nam đô. Mà thường mỗi lần mất thêm 200 đô, 200.000 như thế đó. Thì cái tiền đó là tiền túi anh bỏ ra. Chứ không phải là tiền bạn chủ phím bỏ ra. Nên nên thường là trừ khi cái start nó xịn sò thì anh mới hàng on stream được. Hôm nay không dùng analogy lấy cặp vợ bồ nữa hả anh? Đúng không? Anh chỉ sợ anh overuse cái analogy đó. Shadow poker ơi. Overused. Anh đã đánh giá sao start? Hả? À, start one đó hả? Thì bữa giờ nhá, anh chưa có trải nghiệm stables nhiều thì cái start mà anh thấy là ổn nhất vậy là TX. Rồi sau đó là Outlab. Rồi sau đó là đến những start bình thường như là Duroc C3 gì đấy. Nhưng mà TX thì cái round gần đây đó, cái round 3 khi mà họ chạy đó thì nó bị swing nhiều quá. Nó làm cho cái âm thanh nó cũng bị tạp âm. Mặc dù không phải nó là tích tích nhưng mà nó cũng có một số tạp âm khác làm cho cái start nó không ngon lắm. Nên dạo này anh cũng ít dùng TX rồi. Maybe đợt tới nếu mà cái anh build xong cái stables mà stables ngon á thì sẽ tiếp tục dùng stables. Còn không thì hiện tại trong stock của anh có khoảng chừng 15 bộ staff của Giang. Bạn đó là chuyên gia ngồi mod staff luôn. Vậy là staff của bác Giang là xịn đúng không ạ? Ừ, anh highly recommend staff của Giang nha. Bạn đó mod, anh không biết là bạn đó mod kiểu gì mà mod rất hay, đánh rất đã, không bị tích. Bạn nào như nó trải nghiệm thử đi. Anh nghĩ là như nó, nếu mà thực sự nó không phải, nó gặp vấn đề đó thì mấy bạn hoàn toàn có thể gửi lại cho Giang mod lại và Giang gửi cho bộ khác cho. Anh nghĩ nó biết điều tại vì Giang cũng uy tín. Hey, hello Tết. Hello Tết. Tết ơi Tết, anh mới nói về cái staff của Giang á là sử dụng Holy Mod của em á, mà bạn đó làm thành một cái business luôn là bán bộ staff ngon còn hơn TX với lại Stabies nữa, thì có khi là em làm mô hình giống như Giang đi, làm cho Việt Nam miền Nam. Giang phụ trách thị trường miền Bắc. Em mod staff xong bán lại. Stabby gần đây cũng 800 1 triệu. Dạ. Yeah. Anh có hai round, một hai version, version 1, version 2. Chưa kịp sử dụng nữa.
TX chú lại thanh lý rồi à? Không, CDT Stop TX bây giờ chú vẫn còn giữ nha, chú giữ vẫn còn giữ rất là nhiều, và sắp tới là phải tìm cách mod nó khi mà build Stop TX đó, làm sao cho nó bớt swing, chứ Stop TX bị lỗi swing dữ quá. Nếu mà bạn nào xử lý được swing của Stop TX thì báo anh nhé, để anh stream chia sẻ cho mọi người nhé. Anh còn đâu đó gần 7 bộ Stop TX, 5 bộ Stop Outlap. R2 chưa sản xuất xong mà anh, hiện tại trên thị trường là một R1 hết rồi. À R1 hết rồi. Anh có hai cái packing khác nhau đó Shadow Poker ơi. Hôm trước cái packing mà em gửi cho anh là một packing khác, rồi hôm trước bạn Kasen Mason có tặng anh một bộ khác nữa. Hai cái packing khác nhau. Chắc là cùng một R thôi đúng không? Nhưng mà hai cái có thể là cùng một cái version nhưng mà nó chạy hai round khác nhau, maybe. Hai lần hai batch. Em bị tiếng top out của Stop thì nên fix như thế nào anh? Top out của Stop à? Chắc là maybe là cái keycap, em thử sử dụng keycap khác xem nó có bị nữa hay không. À, sợ cái keycap nó làm cho cái Stop nó bị lún và sâu quá. Packing mới nhưng lỗi vẫn thế. Nó test packing mới. À ok ok ok. Và mọi người khi mà hàng xong á, mọi người nhớ dành thời gian là cạo bớt những cái miếng nhựa thông nó bắn nha. Nó bắn xung quanh này rất là nhiều á. Các bạn nhớ dành thời gian cạo ra. Hôm trước có một bạn nào mới show một cái PCB, có ông nào ở exam xong mà không cạo, nhìn nó bề bộn bẩn thỉu. Sau một thời gian những nhựa thông này nó sẽ chuyển sang cái màu vàng, nó bị oxy hóa đó. Đấy. Nó sẽ chuyển sang cái màu vàng một tí. Nên nếu bạn hàng xong các bạn nhớ cạo bớt. Dùng tay cạo cũng được. Một số bạn có thể sử dụng là cái cồn isopropane. Đấy. Để mà chùi cho nó sạch luôn, nhưng mà như thế thì nó sẽ chứng minh bảo anh đó là chùi như thế sẽ làm cho bay đi cái lớp bảo vệ của cái mối hàng này nè. Sau này sẽ bị oxy hóa, nó vàng, nó đen thui, nhìn nó xấu. Đấy. Nên cứ dùng tay cạo xung quanh cho nó sạch bớt là được rồi. Cái Sharp Gadron V2 nhìn cũng đẹp đấy chú. Ôi, nhìn đẹp mà vấn đề có ngon hay không. Nhưng còn switch của Gateron thì nó bị wobble nhiều. Lý Dương em thấy bảo hộp nhựa đợt đầu launch celebration thôi, sau đó thì hộp giấy. À, hai packing của anh nè. À, một bộ này, hai bộ khác nhau nè. Oh, maybe là hộp giấy, xong rồi bạn đó là bỏ vào trong cái hộp nhựa này. Yeah, để bảo vận chuyển cho nó. Yeah, maybe hộp giấy. Đúng rồi Dương ơi. Yeah. Alright, so chúng ta đã hàng xong. Hôm nay khá là nhanh. À, các bạn thấy không? À, có hai loại...
hai loại gasket khác nhau, một cái to và cái nhỏ. Thì anh không biết là cái to là cắm trên hay cắm dưới đây. Ừ, cắm trên cắm dưới đây được cả, để anh thử. À, mấy bạn thấy nè, cái cạnh trên to hơn cạnh ở dưới, nên cái mỏng này nè là sẽ lắp ở phía dưới nha. Đúng rồi. Con mạch này nhìn thích thực sự, màu đẹp đúng không? Màu xanh này đẹp. Good choice. Ồ, hôm nay các bạn stream nhanh rồi. Các bạn như tầm 10 phút nữa là xong. Top đâu mất tiêu rồi. Có vẻ như là nhiều CC khá là khít nên phải nhét những cái gasket này vào đúng cái vị trí của nó. Nếu không thì mấy bạn sẽ thấy là ở dưới đây nó bị hở ra nè. À, nào, nó hở ra nè. Vậy làm sao phải đè nó vào một tí. Ok. Trước khi bắt vào để thử xem nó có nhận phím không nha. Rồi, xin show cho bạn thấy là cái lỗ này nè. Mấy bạn thấy cái G này không? Đây, cái G này nè. À, nó giống như cái G của con Kiko á, nhưng mà Kiko nó không có vát bằng. Đây, nên một số cái cổng USB á, mà nó to một tí như cái màu trắng của anh này, nhiều khả năng là cắm sẽ không vào. À, cái USB nhỏ nhỏ một tí nè, sẽ cắm vào vừa. Chứ không mấy bạn sẽ thấy nó bị vướng ngay. À, SOTC về rồi hả anh? À không, SOTC này là của bạn, bạn chưa về, của một cái hàng mẫu mà bên Maker họ gửi để show cái packaging mới xem nó work như thế nào thôi. Thì anh có được may mắn là Vinh gửi cho anh ba pack để mà thử thôi. 105 con. Anh tính stream mà xem phím tiếp theo hôm nào. Nếu trong thứ hai, thứ ba thì mình có thể hẹn qua nhà anh làm luôn. Sau anh định là thứ hai đó Tết ơi. Và con đó sẽ là con Cyberboard. Cyberboard phiên bản Matrix. Katie ơi, Lizzie Dương có hỏi nè Katie. Tìm Mac Brewery. Hey MB team, just out of curiosity. Oh, okay. Thay CQ's đã rồi. Có vài lần để ý bàn của anh lúc nào cũng gọn gàng và sắp xếp mấy cái tool ngăn nắp nhìn thích. Thì thường á, mấy bạn làm á, là mọi thứ nó sẽ phải có cái vị trí của nó. Mấy bạn phải để ý là tất cả các học tủ á, mấy bạn sẽ chia ra là học nào đựng switch, học nào đựng tu vít, học nào đựng loop rồi đó. Thì khi mấy bạn làm á, thay vì mấy bạn là suy nghĩ tìm, mở tất cả học tủ để tìm á, thì mấy bạn sẽ biết là cái học tủ đó
đựng cái gì và mở ra rất là nhanh. Chẳng hạn như cái đồ hàng của anh á, những cái công cụ hàng của anh, mấy hàng đó anh để có một chỗ, anh chỉ cần mở tủ ra là anh thấy tất cả những đồ đó. Rồi xong rồi tu vít của anh là có một hộp tủ, switch có một hộp tủ, keycap một hộp tủ. Đấy. Nên và mỗi lần anh stream xong cái phòng của anh rất là bề bộn. Mỗi lần stream xong mất cũng phải 15 phút để mà dọn. So silly. Ok. Mọi người thấy như thế nào? Nhìn xịn sò không? Ổn không? Màu xanh của con màu xanh của SOTC cũng đẹp đúng không? Không. Chơi chim cây jamon luôn anh ơi. Anh không có jamon. Anh chưa có bộ đó. Bộ jamon chưa có. Do con này màu đỏ nên sẽ dùng. Đây chắc là function rồi. Rồi, ngon lành, ngon lành, ngon lành. Bento. Bento cũng được ăn. Anh có hai bộ, một là bộ bộ Perestroika. Perestroika với lại Bento. Bento mới về được. Bento này còn chưa khui nữa cơ. Phải chờ Bento nha. Yeah. Mọi người ok bento không? White on black, white on black, white on black anh có nhiều lắm. White on black anh phải có chục bộ cơ. Nha, bento nha. Beta unbox luôn. Bento. Bento. Ok, mọi người thử bento. Tháo ra nha. Cool, how's the board, man? The board is good, looking good. Wow. Nó lại có thêm một miếng. The board is looking good, Sean. It's a little bit light. A little bit light. Con này hơi nhẹ, 1.6 luôn, hơi nhẹ. Yeah, let's see how flexible it is and how good it sounds. What's this? Ở đây có bạn nào có bento chưa? Kai có mua bento, bento mới về gần đây. Anh mua bên trong một hiếu.
thì bên đó mới ship cho anh hôm mà cuối tuần vừa rồi. Mình cái hộp nhìn phèn quá à. Tiến ơi, Quốc Tiến ơi, bao giờ em định stream lại vậy? Hòa ơi, có gì chat với anh trên chat nhé. Về cái việc thứ hai mình build con Cyberbot như thế nào luôn. Anh có cái good feeling về cái combo này. Combo SOTC với lại cái play này. I have good feeling. Hopefully là everything turns out to be good. Lê Hoàng Long waiting for the sound test and the anodization quality. Oh, anodization như nãy anh có nói rồi đó. I've shown the anodization before. It's not as good as the board from China recently, right? So Sean, it's not as good as your Katze. The anodization is not as good, man. Yeah, quên mất. Anh có space. Quên. Với lại novelty, quên mất. Dùng nhầm spacebar hay sao mà không thấy nó vừa chắc là sai spacebar rồi. Spacebar này nào. Có thể spacebar này là cho con mấy con Razer. Right. Bù spacebar này mới lật nè. Spacebar đúng rồi. What? Tại vì nó cong nên nó không vừa. Hai chị em cây ơi là chị em cây. Page up.
người chờ anh tí nha. Anh đang tìm đúng cái profile á. Lắp vào nhìn cho nó đẹp nha. Page down. Gây mũi tên cùng màu nha, tên màu xanh đi, thêm một màu hồng này nữa thì hơi quá, và nút shift nữa thì là xong. Đây step caps lock, đây, ok, ta-da, bây giờ space. Anh nghĩ là space này chắc không phải space. Space này 666U. Anh nhầm. Space này space 6U. Đây 625U đây. What do you think? Mọi người thấy sao? Ổn không? Ổn không? Ổn không? Baby nhà rồi. Còn anh hôm nay bạn đó cũng hơi căng kỳ tí. So, what do you think, mọi người? Nha, bây giờ chúng ta sẽ sound test một tí. Typing test. Yep. Rồi, xem độ nhúng nha. Xem độ nhúng. Mấy bạn thấy nó flex không? Ở ngoài thì rõ. Typing test nha. Đã tắt nhạc. Bây giờ chúng ta sẽ nghe nha. Sẽ đánh nó. Không nhận ra rồi. Không nhận được. Come on, cái USB của anh gặp vấn đề à? What? What? Con phím hết nhận được luôn rồi. Something is wrong. Hay là có lock gì không? Hay là đè mạnh quá xong rồi cái đó nó bị chạm gì phía dưới. Không nhận được rồi. No. Hay thử phím khác nhé. Mới nhận được. Hôm nay con phím này bị chạm gì à? Come on. Oh no. Oh no. Check dây JST hồi nãy mới đánh được đúng không? Nãy typing test được. Ok. Thử lại nha. No.
nãy typing test là được, right? No, key tester là hết, tất cả switch là đều work hết. Right. Mà không biết vì sao khi mà typing test, khi mà đè xuống không biết gặp vấn đề gì hay không. Thời gian này vẫn bình thường. Rồi, cắm lại lần nữa nha. Rồi, phải tháo ra cắm lại mới được à. Nào. Ok. Sure what happened. Yeah. At least now I'm working right. Maker xem stream đến đằng này toát một hồi hộp không ạ? Yeah, sao anh nghĩ cái đoạn mà một nữa qua đoạn quan trọng nhất là cái đoạn typing test âm thanh mà nó tiệt một phát á, là Maker sẽ rất là đau lòng. Thì hôm trước anh có một trải nghiệm với lại bạn Nguyễn Thành Ngân á, là bạn maker của con VND8 58 á. Sorry, con V8L. Thì bạn nó nói sau khi mà anh livestream xong đó, lúc mà typing test á, âm thanh nghe ngon á, là cả đêm đó bạn đó mất ngủ luôn á. Âm thanh xong nghe ổn, mọi thứ đúng như cái kế hoạch của bạn đó đó. Là cả đêm là bạn đó mất ngủ luôn. Lắp xong mà ốc lại tịt tiếp thì là dạ yeah, đó thì phải sẽ quyết định là tháo ra làm lại và chỉ bắt 4 ốc thôi. SLC có lúc gì không? Get go là gì vậy? Lizzy Dương ơi, bữa giờ anh thấy mọi người hay dùng từ đó nhiều, anh không hiểu từ get go là gì nhỉ? Get go, anh thấy mọi người get go nhiều. Không hiểu nó là cái gì. Yeah. Anyway, anh nghĩ là cái màu của bento này sẽ không hợp với màu đỏ này lắm, right? Do cái tông màu cam này nè. Let's go, nhưng mà retarded. Trên TikTok. Ok. Meme mới trên mạng này. Rồi, ok. Thank you các bạn, anh hơi phèn một tí nha. Rồi, ok. Right. This is gonna be the moment of truth. Flip or flop. Alright, type and test nhầm. Yamon lắp vào thì hợp nhất. Yeah, I think.
Sao? Mọi người thấy không? Ổn không? Space nghe đã nha. Tóc 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 tóc. Không bị tích nữa nè. Tab xịn nè. À. Switch nghe âm thanh to vãi luôn. À. À, con này là chưa có, không có tape mod, không có PE foam, không có gì hết á. Đấy. Nghe được hết đúng không? Xịn sò đúng không? Cảm ơn mọi người. À, đánh thì cảm giác flex rất là nhiều. Cái flex của em này nhiều. Đấy. Khi mà đánh có cảm giác nó rung rung. Nếu mà rờ đây là nó rung một hàng. Hàng trên thì không thấy rung lắm. Đấy. Đánh xuống thì những cái hàng khi mà flex mình đè xuống thì những cái hàng trên bắt đầu nó co lại. À. How is it? Em nghĩ nếu Alpha bỏ flex cut đi với play bớt cut lại thì Alpha nghe sẽ ổn áp hơn. Maybe sẽ thử. Có thể là có hai option play cho mấy bạn. Play flex cut và play no flex cut. Time to breathe out MB. Yeah, yeah. You've been holding your breath, right? Stab chưa clean lắm anh. Yeah. Yeah. Bên đây là không clean lắm đúng không? Anyway. Xin lỗi Maker vì đã từng nghĩ oan khi các bạn lên kèo vào ngày 1 tháng 4 nha. Định cho. No, no, no. Maybe bạn chose the wrong one. Yeah. Alright, so căn bản là con này nghe ổn, phù hợp với lại switch switch what you call it? Switch SOTC, SOTC nghe ổn đúng không mọi người? Ok, sau con phím này sẽ được online vào lúc 12 giờ ngày đêm ngày hôm nay. Nếu bạn nào thích thì mua, còn không bạn suy nghĩ thêm cũng được. Tại vì con phím này đến đâu đó cả tháng trời cơ, chạy cả tháng trời và được chạy ở Việt Nam, nên có vấn đề gì bạn thay đổi thì cũng no problem. Yeah, sau start này sẽ không có tiếng tích tích. Yeah, chỉ có điều là nó hơi hơi rột rột một tí. Ok, sau cảm ơn mọi người rất là nhiều đã tham gia buổi stream ngày hôm nay. Thì như đã hứa thì anh sẽ give away cái pad này. Ok, thì để anh gửi cái link cho mọi người nha. Mọi người điền cho anh cái tên với tên Facebook. Rồi sau đó thì anh sẽ quay số. Ok, quay số trúng thưởng, một lần trúng thưởng. Để anh gửi cái link cho. Rồi, anh có gửi cái form, cái link đến cái form rồi đó. Nha, mấy bạn mà qua đây đi nha bạn. Ok, anh ghi khoảng chừng 5 phút cho bạn điền nha. Ok, ok. Rồi, mấy bạn điền giúp anh nha. Bạn có link hết chưa? Bạn có link hết chưa? You all have the link. Good luck, good luck. Yes, sau cái pad này sẽ được tài trợ bởi team team này luôn nha. Team Mac Brewery luôn. Ok. Để anh tìm cách anh vào trong cái form. Xem mọi người như thế nào. Response. Wow. Wow, CDT điền nhanh thế.
Rồi sau cái cách mình quay số sẽ là chọn cái số dòng thứ tự này nè, là cái dòng sẽ là cái số của mấy bạn. Rồi sau mình sẽ quay số một lần ở trên random or generator, tùy thuộc vào bao nhiêu bạn điền thì mình sẽ chọn mình đó nha. Cappuccino 137 bạn này nè, 139 bạn. Chơi kiểu make fun luôn không anh? Mai Quốc Quý hỏi: Hello anh, hôm nay không đưa gia đình chơi lễ anh? À không, anh gia đình anh thì lễ này là quyết định là ở nhà. Wine đẹp lắm. À màu wine hả? Chứ có một con màu wine là con dolphin đấy, của Lin. Nó nhìn nó đẹp. Katie được tham gia không anh Long ơi? Nếu mà Katie mà trúng á thì Katie sẽ phải tặng lại quà cho mọi người, chứ không phải là lấy cái quà này về nha Katie. Trần Đông Phương lại đi chơi siêu đông. Ở nhà lúc này là đúng rồi. Ở nhà quyết định ở nhà. Okay, để xem bao nhiêu bạn rồi. Wow, 180 bạn. Cái mình chờ thêm mấy chừng 2 phút nữa nha, chip chat một tí nữa. So, thật ra khi mà anh chat với mấy bạn mà maker của team MacBrew á, anh cảm nhận được cái sự chi tiết, sự là chú trọng đến những cái tỉ mỉ, những cái chi tiết nhỏ. Tại vì you know, mấy team đó là làm ở trong một cái xưởng gọi là làm handbag á, làm túi sách cho các hãng thế giới. Mà những cái hãng đó thì những cái chi tiết nhỏ nhặt nhá, như là cái nét may nhá, cái đường chỉ nét may á, nó phải cực kỳ đẹp, chỉnh chuẩn xác, thì như thế mới vượt qua được cái QC của cái công ty đó. Nên những cái bạn này á, cũng sẽ eventually các bạn cũng sẽ phải để tâm đến những cái chi tiết nhỏ nhặt như vậy. Và tất cả những cái gì mình làm, từ cái nhà mình ở, từ cái món ăn mình làm, từ cái công việc, từ everything luôn. Và anh thấy được cái sự tỉ mỉ này được truyền đạt vào trong con phím này. Sao có 142 người xem mà 160 người. Chắc là cao clone. No problem. Trời ơi, có ai điền giúp anh luôn rồi kìa. 172. Trời ơi, có ai điền giúp anh luôn rồi. Thank you nha. Hello Tiến Huỳnh. Hello Tiến Huỳnh. Bao giờ có offline ở Hà Nội với các bác? Em mở offline đi. Mấy anh dai lại nhận 2 tỷ lệ rồi. Nếu mà anh phát hiện ra người nào mà clone á thì sẽ phát hiện ra được thì sẽ loại người đó ra nha, và sẽ lần sau sẽ quay lại. Ok, ngừng nha, anh ngừng nhận form đây. Bây giờ chúng ta sẽ có từ số 2 đến số 174. Alright, 175 Thảo Nguyên rồi, dừng lại ở đây nha. Ok, chúng ta sẽ có số 2 đến 175. 2 đến 175. mấy bạn nào chơi account clone là sẽ bị loại nha. So 1, 2, 3 nha. Màn hình nó che mất rồi. Mấy bạn chờ anh đi. Đếm nha, 1, 2, 3 nha. 1, 2, 3. Wow, chúc mừng bạn số 25 đã trúng cái pad của MacBrewery ngày hôm nay. Cái pad này theo giá ở trên MacBrewery là 100 đô đó. Xịn sò bạn, giá thật 100%. Ai đây? 44. Wow, tất diệu y này nhiều khả năng là... À, bạn này là bạn trên Discord. Ai đây? 25, ai đây? Đinh Hoàng Trí. Yeah, chúc mừng bạn Đinh Hoàng Trí đã trúng giải đặc biệt ngày hôm nay. Ta-da. Chúc mừng Trí.
có gì liên hệ anh nha. Chúc mừng Trí. Ok, ok, so alright, anything else? 25, 28 25 mà, em 28. Em không trúng rồi. Nguyễn Lê Quốc Anh, em không trúng rồi, chưa buồn cùng em. Chúc mừng cùng Trí nha. Alright, so thank you very much. Cảm ơn các bạn đã tham gia buổi stream ngày hôm nay. Và hy vọng bạn biết được team McBrewery là ai, và xem được con phím nó được build và design như thế nào. Còn vấn đề mà bỏ ra khoảng chừng 10 triệu mua con phím hay không thì cái đó tùy thuộc vào khả năng tài chính của bạn. Anh chưa khuyên nhủ được vấn đề này. So cảm ơn bạn rất là nhiều. Thank you very much. Bye bye everyone. See you. Hẹn các bạn vào thứ hai tuần sau. Anh với lại Quang Hòa sẽ build con phím Cyberboard phiên bản Terminal, phiên bản Matrix. Thank you much everyone. Goodbye everyone. Bye McBrewery team. Bye James. Bye Rep Channel. Bye Thăng Phạm. Bye CG. Bye Ghostman. Bye Phong Nguyễn. Bye Lizzy Dương. Chưa buồn cùng em. Hai đêm liên tục không trúng giải rồi Dương ơi. Bye Katie. Bye Ngọc Kiên. Bye Đức Huy. Bye Sean Dune. Bye Quốc Anh. Chưa buồn cùng em. Bye B Code. Bye Khanh Nguyễn. Bye Đông Phương. Bye Hà. Bye Dương Nguyễn, bye Nhân Kiều. Bye bye Trường, bye bye Thái Lam. Bye Tài, CQ. Bye Bình Đỗ. Bye Giác Võ, bye Xuân Quỳnh. Bye Thái Lam, bye Dũng Phạm. Bye bye Hiếu Vũ. Bye bye Sizu. Thank you very much for joining my stream today. I hope you enjoyed it. You guys enjoyed it. Bây giờ là tiết mục gọi là dọn phòng, như nói mỗi lần mà build xong á là phòng anh mất khoảng chừng 15 phút để mà dọn, tại vì mọi thứ nó rất là messy everywhere, everything. Trong lúc anh dọn thì maybe để stream bạn nào có câu hỏi gì này anh miss á thì mấy bạn cứ hỏi nhé. Sau khi anh vừa dọn, anh vừa phản hồi cho mấy bạn. Sau buổi stream này, anh sẽ quay cái clip là sound test. Rồi bên Katie ơi, với lại Anthony, hai bạn có thể qua nhà lấy con phím sau một nửa tiếng nữa nha. Phải gửi lại con phím này luôn. Hey, bye bye Nguyễn Tuấn Nguyễn. Lâu rồi không gặp em. Hôm qua anh nói là trên stream em nói đang bận gì đúng không? Mà anh không kịp đọc. Hôm trước nữa chứ, là hôm đó anh phải off luôn. Do logistics của công ty, anh phải off luôn. Thì không nhớ được là cái nguyên nhân của em vì sao bữa giờ em không online. Em thì anh qua đâu ạ? À? Em có thể liên hệ anh trên Discord hoặc là lên Facebook, kênh nào cũng được hết nha. Hay là một số bạn đây toàn là về quê không nhỉ? Ít có bạn nào đi chơi. Đi chơi thì hơi cực. Về quê thì ở quê xem stream ổn. Ê, bye bye Nguyễn Công Minh. Xong hết rồi, em mới xem pháo hoa về. Pháo hoa.
6 hoa. Bằng cách thần kỳ nào đó, con là số 24 luôn chú ơi, chia buồn cùng con. Chia buồn cùng con. Bên đủ con Cyberbot là ráp sẵn luôn anh, hay là hot swap mình mod lại được anh? Nó bên đồ ráp sẵn luôn à, thì anh nghĩ nó cũng sẽ không tốt lắm cái start của nó. Nên khi mà mua về thì nhiều khả năng mình có thể là mình sẽ phải mod lại lần nữa. Như hôm qua anh có show cho mọi người xem rồi đó. Con hôm qua anh tháo ra rồi đúng không? Con Cyberbot nè, nó mod sẵn luôn. Nó làm sẵn luôn rồi. Phải để mai. Ok, so thank you very much everyone. Nha, anh sẽ quay cái clip rồi. Yeah, bye bye. See you, good night, good night, good night. Anh ơi, bảo đâu giờ? Đã bao giờ anh build mạch hot swap và nó chạm bot xong bị chập mạch cho anh? Chưa em, nếu mà chập mạch xong thì cứ tháo dây USB ra là xong thôi. Tại vì nó chạm á, thì nó chỉ làm cho cái switch nó bị đánh thôi. Thường thì lót thêm một miếng foam ở dưới là đẹp. Nhá, Thủy Tiên ơi.